Nghe nha, con muốn mở cái đồ này ra không? Con muốn mở không? Mở đi. Wow, mở đi. Mở con gì á? Bảy. Cái đó có ăn được không? Lấy hai tay mở ra, mở hai tay. Coi mẹ mua cái gì á? Ô trời 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 trời. Oh wow. Oh wow. Ồ ồ, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ. Coi mẹ đã mua cái gì cho cô chú coi nè. I don't know. Let me see. Mở ra. Sao khờ dữ chay hè. Đây nè, để cái đít chai này nằm xuống nè. Rồi từ từ mở ra để chay nè. Cái răng mà khờ dữ đó hè. Ba, trời ơi, trời, coi không mua được không? Halloween. Chay. Cô chú, coi mẹ chay mới đặt cái ly tên là Hoyer Family. Hoyer Family. Cái ly, đặt cái ly này để biết uống giùm cô chú. Đặt cái ly này để pha nhị hoa nghị tây uống nè. Đó, vậy thôi người ta vô cái ly này nè. Cầm vậy uống nè. Đó. Hay chưa? Ủa sao tôi khùng dữ trời, tự nhiên cái ly này chưa có rửa chưa cái gì, tự nhiên tôi đổ nhị hoa nghị tây uống vậy là cuối cùng là cái nước này rồi tôi bỏ rồi nè, sao tôi khùng dữ trời. Wow, con đọc con cái chữ coi. Con đọc cái chữ coi cái chữ đó ghi gì á? Có phải là cái chữ ghi là Jay Sky Horin không? Không. Hả? Không có mẹ ơi. Không có. Không có mẹ chú. Không có ba Jay mẹ. Cái Opry. Mẹ cái Opry. Ủa là sao? Cái à, là cái ly đó có mẹ, có ba, có chay, có Audrey hả? Trời ơi, nó đưa Audrey vô làm thành viên trong gia đình luôn. Không biết Audrey có thương chay giống như là chay thương Audrey không trời. Trời ơi, đưa vô thành thành viên trong gia đình luôn rồi. Rồi cái gì mà hay là nó cũng cho Audrey, nó ăn dưa hấu, nó cũng nghĩ tới phải chi có Audrey cho Audrey miếng. Giờ cái ly đó nó cũng chi mẹ ba Audrey vậy. Chay mua mốt cái chay thương em lắm nè. Đây mày tắt cái tiếng chuông để cho mày quay video chay cho cô chú coi chứ còn. Ủa ngon không? Đây nè cô chú có biết chay tên gì không? Chay tên là Jay Sky Hoyrin. Phải không? Phải tên là Jay. What? Jay Sky Hoyrin. What? What Jay Sky Hoyrin? Cái này sao? Hồi nãy á, chay ngồi ngọc chở chay đi công việc á, Ngọc ngồi trên xe á, cái Ngọc chọc chay á, Ngọc nói là ba tên là Dwayne Hoyer, còn chay á là còn mẹ là Ngọc Huỳnh Hoyer, còn chay á là Jay Sky Hoyrin. Không phải. Chứ thì sao? Jay Sky Hoyer. Jay Sky Hoyer. Không, Jay Sky Hoyer. À, Jay Sky Hoyer. Jay Sky Hoyer. Jay Sky Hoyer, đúng không? Dạ. Yeah. Jay Sky Hoyer. À, Jay Sky Hoyer, đúng rồi. Jay Sky Hoyer. Hoyer gì? Mẹ mẹ sửa chữa. My name is Jay. À, con tên là Jay hả? Nhưng mà Jay gì? Jay Sky Hoyer. À, Jay Sky Hoyer, đúng rồi. Không, Jay Sky Hoyer. À, Jay Jay Sky Hoy, đúng rồi. Cái tên, cái họ gì mà rắc léo dữ vậy? Có ai đời mà có cái họ gì mà cái họ gì mà thơm tho tới mức độ đâu? Con làm. Con mơ mốt con ráng tạo cho cái tên này cho thơm tho chút cho chay nha. Cái họ này nè. Không được để mày đổ nước này vô đúng rồi để mày đổ nước này vô đây rồi con chơi. Ok. Chơi đi chay Sky Hoyrin. Rồi lấy. Ê, trời ơi nó uống cái nước đó luôn trời ơi. Đây nè, đây lấy khăn giấy chùi à. chọc nó vui lắm cô chú, chọc nó đã xong rồi nó nói mẹ không chọc chay nữa, không có kêu chay Sky Hoyrin nữa, hồi clean sạch rồi hả? Ok chay Sky Hoyrin.
cái mỏ nó nói chị Sky thôi rồi, thương cô chú. Còn ba tên gì á? Ba tên Queen. Queen gì? Queen Sky Hoi. Ba tên là Queen Sky Hoi. No, ba tên là Queen gì? Queen Sky Hoi. Không phải. Queen Hoi. Còn mẹ tên gì? Mẹ là tên Ngọc gì? Mẹ là Ngọc. Nữa, mẹ là Ngọc gì? Nữa mẹ ơi. Nhưng mà mẹ là Ngọc gì? Mẹ là tên là Ngọc Sky Chi. Phải không? Không phải, chú trai. Chú gì? Chú trai. Nhưng mà mẹ tên gì? Ngọc gì? Ngọc. Huỳnh. Nói Huỳnh đi con. Ồ, mẹ cảm ơn con. Rồi hai mẹ con mình vô nè. Vô. Không phải one for ba. Hả? It's not only for me. Là sao? It's not cheese. It's not for me. It's go ba mẹ ơi. À, bây giờ mình thiếu một ly cho ba rồi hả? Trời ơi trời, nó có hai ly này. Hai mẹ con kêu vô, nó không chịu vô. Nó còn thiếu của ba nó nữa. Có được đời không? Vô. Uống. Dẫm mai những chén chua cay này. Đi coi cái bụng nó coi coi nè. Không hát nữa, ok, không hát nữa. Ngon không? Cô đang uống gì á? Rồi, không có cái ly nào cho ba của con chay cho ta. Tại vì con chay nó hôi rình quá mà đâu có cái ly nào đâu. Mà biết nãy nó biết mình giỡn cho nó nha. Nó nói mẹ không chọc chay nữa. Mẹ cảm ơn nha. Vô welcome mẹ ơi. Cái ly đó là pha nhị hoa nghệ tây là số 1 luôn chứ này nữa. Uống ly đó trước khi đi ngủ là cô chú ngủ đã đời luôn á cô chú. Ngủ đã đời khá mạnh luôn. What can I say except you're welcome. Đúng rồi. What can I say except chase cup. Bậy bậy. Ew. Nasty. Ew. Yeah. Chase cái. À, hôi nè. À, chase cái hôi nè. Chay một chút nữa mà con làm cái này ra chay mà mẹ quét á hả? Mẹ quét cho tới sáng cũng chưa hết là cái dụng này đó nghe chay. Ok. Ok. Wait, it's for you. Mẹ ơi, của mẹ nè. Của mẹ, mẹ put on the table. Bỏ đây hả? Ok. Go wait for me, mẹ. À, mẹ chờ con, mẹ chờ con. Con làm đi, mẹ chờ. Oh my goodness, look at that bag over here. Oh my goodness, nó mệt ghê vậy bà. Oh my goodness, look at Hả? Nó nói mẹ, mẹ nhìn ở trong đây còn nữa nè. Mẹ đâu có bỏ đâu. Ủa chay hôm qua có cái tay bị chảy máu rồi chay. Món nào nhớ không? Hết rồi mẹ ơi. Hả? Oh. Hết chưa? Hết chưa con? Dạ. Còn đau không? Còn đau không? Hay là hết đau rồi? Hết đau rồi. Giỏi. It's for me only. Giỏi quá. It's not for coffee, mommy. Mời cho mẹ uống miếng. Ok, let's see. Also... Sky Hoyden. Đây, yeah. vô với chay Hoyden miếng nè. Vô một cái cho thơm tho bớt chút anh. À, phải cầm vậy á hả? Dạ. Ok, rồi. Rồi, cầm vậy nha. Ok, ngon không? Not ngon. Không ngon hả? No, it tastes not good, mommy. No, it tastes awesome. It tastes just like nhị hoa nghệ tây. Không phải, mẹ ơi. Cái gì? Over there. À, nhị hoa nghệ tây đằng kia hả? Còn cái này là cái gì vậy? Này, cái coffee. À, cái này là cái gì? Coffee chứ? Coffee tiếng Việt là cái gì? Cái này là uống gì? Nghệ tây này đây. Nhị hoa nghệ tây. Uống cà gì? Up. Uống cà gì? Uống đỏ có sạp.
No, bày luôn cả Kristoff ra gì. Kristoff. I like Kristoff. You like Kristoff? Yeah. I like Toffers. Toffers? Yeah, you like Kristoff. I like Toffers. No. I do like Elsa, Mom. I like Sael. You know Sael? Elsa, you like Elsa. No, con like, con thích Elsa, mẹ thích Sael. Chọc cái gì, chọc cái gì đó. À, mỗi mốt sinh nhật con muốn giày gì? Giày gì? Nói mẹ nghe coi, con muốn giày gì? Trời ơi, ơi, nhắc con muốn giày gì mới nhớ từ hồi bữa tới giờ mẹ mua cái đôi giày về cho con mà chưa cho con thử luôn á chay. Rồi đôi giày đó để đâu rồi? Đôi giày mà chuẩn bị đi sinh nhật mang đây nè, cái đôi giày đó đâu mất tiêu rồi. Ở đây đây. Trời ơi, nhắc tôi mới nhớ tôi chưa cho nó thử cái đôi giày luôn cô chú, tôi có tin không? Là hiểu rồi đó, đây đây. Đây, đôi giày này là bà ngoại mua cho chay nè. Nha. Mà Elsa. Con thử mở ra đi. Ngọc mua đi nhưng mà Ngọc nói gì để cho nó có tình cảm với ông ngoại bà ngoại phải không? Wow. Awesome. Wow, that's a princess shoes. Oh. Oh. Con trời ơi trời, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? À để đó hả? Không phải thử vô chứ. Trời bậy, phải thử vô con có đôi giày này mà ngoại mang đeo có vừa không nè cô chú nè. Chuẩn bị sinh nhật là người ta mang đôi giày này nè. Thấy không cô chú, thấy đôi giày không? Thấy không? Đó đôi giày này chỉ có công chúa mới được mang thôi nha cô chú, công chúa, cô chú nha, cô chú không được mang cái đôi giày này đâu. Rồi, rồi rồi. Rồi. À, không không không, được ở chân đây. Con bị wash. Đây đây chờ chút. Rồi đây. Bà ngoại mua cho chay á nha. Không không, để thử coi coi có đẹp không. Không. Sao kỳ vậy? Chưa đẹp. Trời ơi. Đặc quá chay. Ăn à, thử dài xong đi mẹ cho kẹo ring pop. You want a ring pop? No, brush your teeth before you eat ring pop. Oh, brush your teeth after you eat ring pop, right? Yeah. Oh, là Ngọc nói là mang đi dài đi Ngọc cho ăn kẹo. Mà nó không chịu ăn kẹo, nó nói nó hả, ăn kẹo mất công để chút nó đánh răng lắm, có được đời nó không? Trời đất ơi. Đôi giày bà ngoại mua chay đẹp dữ ta. Rồi sao con hung đôi giày mà con giục đôi giày qua bên là sao? Đã, con mang vô cho mẹ coi chứ. What can I say except giục nữa. Thôi giục đôi giày này luôn đi, chay nó không thích. Bỏ đi. Dạ bỏ đi. Trời ơi, chắc con đặc quá, tôi kêu bỏ đi, nó nói dạ bỏ đi. Có được không? Giờ nó ham chơi cái đồ chơi kia rồi cô chú ơi, nó không thèm ngó ngàng gì. Bây giờ nè, mẹ nói với chay nè, mẹ cần chay thử đôi giày này vô coi có vừa hay không. Nếu mà vừa thì mình giữ đây, còn mà không vừa mình phải cho Adri nha. Không. Thử vô đi rồi mẹ biết có vừa hay không rồi mẹ. Mẹ ơi. Ok con ơi, đó chơi biết cách nói chuyện, biết cách ấy dẫn dắt nó vô là được à. Con tôi là chỉ một mình tôi biết tôi dẫn nó vô đường nào thôi. Đường nào vào thiên đường ai anh. Oh 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 my god. It looks so cute, cute, JD. It's not so fit. No, it's fit. Oh my god, it looks so cute. Mom, I can't miss. Yêu quên hết đi thời gian. Khi đã yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Rồi. Em tìm quên lắm. Rồi, đứng lên coi. Rồi, đứng lên thử có vừa không. Ôi, đây mẹ coi coi. Cái này nè. Ok, cái này đây con chú coi coi. Ok, cô chú coi. Coi coi coi. Vừa không con? Cái này là vừa y luôn nè, không rộng hơn luôn nè. Cái này là mang đúng cái bữa sinh nhật xong là xong luôn rồi đó. Cái này vừa đúng rồi, gọi là vừa y luôn nè. Có chặt không? Dạ. Cái này nè, cái mũi chân này là cái nè. Đứng đứng. Ở đây đứng là mẹ coi coi, đứng là mẹ đứng chưa. What? But is it comfortable though? Yeah. Yeah. Maybe. Beautiful. Đúng. Like you hổn thập bây giờ. Trời ơi, I don't like it anymore. Chắc đập cho con đập quá, mua mốt cho đi dân không đi. Bởi vậy thấy không? Mua dài mua dép nó có mang vô đâu. Cái muốn chơi
chơi. Con muốn chơi thôi hả? Dạ. Hiểu rồi. Con nói mẹ con đang bận chơi. Con bận chơi. Chút nữa con đem ăn dài sao? Con đem ăn dài sao? Đúng rồi. Nó con muốn chơi thôi đó. Oh, marshmallow, isn't it? Làm cho mẹ đi. Giờ nó đang ham chơi, nó muốn mang nó. Nãy cô thấy, cô chú thấy nó mang về vô dễ thương không? Ui cha, cái đầm chay chuẩn bị mặt sinh nhật dễ thương lắm cô chú ơi. Không thể nào bật mí cho cô chú cái đầm nó được đâu. Tới ngày đó đi cô chú coi. Đầm dễ thương lắm á. Thôi tắt cô chú đi. Thôi bye bye cô chú nha. Chay bây giờ nó chơi, nó không có nói chuyện với cô chú nữa. À từ từ, đúng rồi từ từ. Bà có nói không? Không. Từ từ xong đã không nói như không. Cheers. Cái nào của mẹ? Rồi. Cái nào của mẹ? Ly nào, ly này phải không? Không. Gì vậy? Trời đất ơi. Uh-huh, nó đổ ra rồi, con nói đổ ra rồi mẹ ơi. Nó có vậy thôi đó, có cái vậy thôi đó. Cái ly như vậy sao mà cô chú coi nó chơi cả buổi trời. iPad đâu có đâu hết chứ cô chú, nay cũng không có iPad trong này cô chú thấy không? Cái này là nó chơi hồi là tôi để cho nó, để cho ba nó ra quét. Để cho ba ra quét nhà. Không phải làm sao? Quét nhà. Không phải quét nhà, con bài gì rồi, không quét nhà rồi cái nhà như chuồng heo rồi sao? Cái nhà đã như chuồng heo rồi mà con bài ra nó còn hơn chuồng heo. It's snowing. Con muốn gì không? It's snowing, Jade. It's snowing. Yeah, look. It's snowing, Jade. It's snowing. Let it go. Oh, let it go. Trời ơi, snowing là nó hát let it go đó, thảy lên. Let it go. Rồi về tôi bài nó rồi, chết rồi. Tôi bài nó ra khỏi. Who is back anymore? Oh my god, JD, you're gonna have so much fun when it's snowing outside. Yeah. Trời ơi, năm nay mà mùa đông một cái là cô chú ơi, cô chú coi nó ra nó hát Let It Go nè. Rồi thế nào là phải cũng phải làm một cái music video cho cái mùa đông này của Jay là let it go rồi. Turn away and slam your let the storm rage on. Làm. Đang trời tuyết đó cô chú. Tuyết đó cô chú. Chay là chay công chúa eo chay đó. Nó bậy nữa à. Kỳ ghê á. Công chúa eo chay đang let it go. Không phải công chúa Hoirin. Công chúa Chay Sky Hoirin. Ôi trời. Hôi mà không được. It's very dirty, JD. Ôi cái tóc nè cô chú, coi cái đầu tóc này ghê không? Thường lắm mà cô chú ơi, cục vàng á cô chú ơi. Ba chay không có chiều chay như Ngọc là Ngọc chiều chay đâu. Còn mà có nhiều chuyện ba nó chiều cũng vô lý lắm nên là không có thể nói được là ai chiều hơn được. Có nhiều cái Ngọc chiều á thì Ngọc chiều hơn, nhưng mà có nhiều cái ba chay chiều hơn. Nó là vì con một đó, trời ơi trời, nó very 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 spoiled. JD is very spoiled. She is wild and free. JD, are you wild and free? Được không? Rồi công chúa bây giờ công chúa nhắm mắt lại ngủ đi công chúa.
quạt quạt quạt. Ok. Ok. Something scary out there. Sao? There's something scary, mommy. Something scary? Yeah. Where? Oh dear. Ờ, nó nói mẹ, mẹ ở đằng kia có cái gì, có cái gì rất là sợ hãi. Scary có nghĩa là sợ hãi. Con có sợ không? Đây nè, đây nè, đây nè, mẹ, mẹ chỉ cho chay nha. Nó bụng quý thôi. Daddy gonna yell at you, chị. Yeah, because you make a mess. Rồi bây giờ là mày lấy cái chổi cho con quét vô nha. Con muốn dọn không? À, con muốn dọn bỏ vô cái ly hả? Ok, bỏ vô cái ly xong bỏ vô thùng rác vào, dục, dục thùng rác. Garbage. No, 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 JD, please. Please. It's a garbage. No, no, không có garbage, garbage đằng kia kìa, nguyên cái garbage can bự đằng kia kìa. Đằng kia kìa. There's a small garbage. Hả? Now you buy one small garbage. Oh, buy a small one? Yeah. Why? Because. Why do I need to buy a small one when I have a big one already? Ủa, mẹ cần gì mua một cái thùng rác nhỏ? Nó nói mẹ mua cái thùng rác nhỏ đi. Ngọc nói, ủa, cái thùng rác mình có thùng rác bự, tự nhiên mình mua thùng rác nhỏ để làm cái gì? Là sao, nói lại coi. À, con muốn mẹ mua cái thùng rác nhỏ để con có thể dậm cái chân lên đó phải không? Yeah. Để con có thể mở thùng rác ra một cách dễ dàng đó phải không? Yeah. Rồi thôi biết rồi, để rồi biết rồi. Mày đánh con, mày đánh giỡn mà. Con khóc giỡn phải không? xạo sự. Ê, đẩy mẹ té xuống đất là cây nè. Chây xạo sự. Chase Skyhorn. Chase Skyhorn. Let's make a pizza. Cookie. Let's make a what? Pizza. Oh, let's make a pizza. I mean pizza. Marshmallow. Thôi. Bây giờ mẹ trở lại với công việc nha. Mẹ đăng video clip lên cho cô chú coi nha. Chào tạm biệt Chay nha. Không, thôi, đủ rồi. Hết giờ. Không có từ từ hả? Rồi làm pizza cho cô chú con cái đi. Thêm cái nữa đủ cái pizza rồi đó. Không phải. Không đủ pizza nữa. Không đủ pizza nữa hả? Ok. It's snowing. Ok, máy bay. Máy bay cô chú nha. I love you guys. I love you.